Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hiện tại như đang có mặt tại xã Nhân Hòa, huyện Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay mọi người rất là đông vui ở đây để mà gọi là biểu diễn văn nghệ các bạn ạ. Biểu diễn văn nghệ ở xã, kiểu như mà rất là nhiều người dân tộc ở đây để mà biểu diễn. Ở nơi đây thì có bốn loại dân tộc các bạn ạ, chủ yếu là Tày, Nùng, Mông, Dao. Các chị em đến rất là đông vui luôn các bạn ạ. Ở trong kia thì đang biểu diễn các bạn ạ. Mình sẽ tiến gần về bên đó xem như thế nào các bạn nhé. Sẽ đi quay. Ở bên này thì mọi người bây giờ mà hàng bán ra nhiều đồ ăn, nói chung là không sợ đói đâu các bạn ạ. Xúc xích rồi là khoai lang. Khoai lang ở đây thì mọi người sẽ đổ từ nhà ra. Rất là đông vui luôn các bạn ạ. Đông vui quá. Bây giờ là hiện tại bây giờ Lý đang quay hình ở đây là 8 giờ quay rồi các bạn ạ. Không biết là có muộn anh không. Mình sẽ tiến gần về bên thì ở bên này xem như nào. Vẫn chưa cho lỗi nha các bạn nhé. Ở đây là bây giờ là mọi người đang mặc, các chị em đang mặc quần áo của người đồng bào dân tộc Mông các bạn ạ. Xong rồi bài. Vâng, xin quý vị và các bạn, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiết mục cuối cùng đặc sắc vừa rồi ạ. Để tiếp nối chương trình hội diễn văn nghệ là tiết mục Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La do thầy Dương Trinh thể hiện. Chị ơi, em hỏi tí nhờ. Tiết mục lớp tổng mình đã biểu diễn chưa? Lớp tổng mình đã được biểu diễn chưa? Chưa à? À, thế là anh em đợi một xíu nhá. Em chào chị nhá. Chào tất cả mọi người. Lớp tổng giao là không. Bây giờ là vừa nãy là màn biểu diễn của người đồng bào dân tộc Mông. Hôm nay rất là vui luôn các bạn ạ. Rất là nhiều quân. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại cả cuộc đời. Ở trên tầng qua đây các bạn ạ. Lo cho hạnh phúc nhân dân cả cuộc đời, bác chăm lo cho dân tộc Việt Nam. Bây giờ là đến biểu diễn của các cô ấy nhỉ. Các cô xinh gái quá. Em xin đi hẻ nhá. Chuẩn bị đến màn biểu diễn của các cô ở đây này. Các bạn cùng xem nhá. Bên kia có một đoàn đấy kìa. Chào thầy nhá. Thầy. Đây là cô nhá. Cô mình là diễn then là cái gì nhỉ? Then đúng không? Then ở Bắc Sơn nhỉ? À vâng. Rồi chào cả cô nhá. Khả năng là chưa đến lượt nhỉ? Khả năng là đến lượt này, xong là đến lượt cô. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Ồ, Tây Bắc à? Ơi giời. Rồi là đang vào diễn bài Tây Bắc các bạn ạ. Ơi giời, ơi giời. Được đấy. Đây là đội thôn dòng máy.